Hello, hello, hello anh em. Hôm nay mình sẽ review E-Bike Sport Modem MK98 Vlitan Discre. Đây, nó là cái máy tập thể dục chạy bộ nha anh em. Rồi chúng ta sẽ xem nó như nào. Dịch Covid này thì nếu mà bị dịch tiếp thì không ra ngoài đường được, thì chúng ta sẽ mua những cái máy này để tập trung nha. Ok, let's go, mở hộp rồi. Rất là to luôn. Đây. Thông số này, trọng lượng 16 cân, made in, kích thước. Sẽ có những cái gì trong này? Bảo hành, phiếu bảo hành này. Đây là sản phẩm chính hãng, có tiếng Việt luôn nha anh em. Đấy, hướng dẫn sử dụng. Cái này đăng ký bảo hành nhá. Đây, sách tiếng Việt đây. Đó, tập thể dục trước khi chạy. Xốp này. Trong này, ôi. Trong này toàn là đồ để tháo lắp thôi, để lắp ráp thôi. Ui, cờ lê to như này anh em. Càng đấy, là sẽ được lắp ráp rồi. Đây, cờ lê của nó như này cơ mà. Thì lượng không biết vặn được không. Đây là như kiểu cái thanh thôi. Kim loại nhá. Đây, trong này, trong là cái máy, thân máy. Và cuối cùng là cái hiên. Rồi, đó là toàn bộ. Giờ mình sẽ tháo ra và cho anh em xem sơ qua trước khi lắp ráp. Đây, yên của nó, yên này to đấy, ngồi đỡ đau mông. Nhiều yên xe đạp mới mua về nhỏ tí, càng êm thì tập nó càng khỏe thôi. Đây là cái thân của nó nhá, bọc chắc chắn như này cơ mà. Lắp ráp luôn đi, nó sẽ như thế này. Ok, xong rồi đây anh em, mày vãi trưởng luôn. Ủa, lắp phải mất 1-2 tiếng anh em ạ. Họ chỉ đưa cái khung để mình lắp từ cái chân đến cái yên, rồi đến cái bàn đạp các kiểu luôn. Thì mình vừa có đạp qua ấy, thì mình thấy hơi yếu so với những bàn đạp ở phòng tập gym. Hơi yếu, kể cả chỉnh nấc gọi là nấc mạnh nhất. Rồi mình sẽ đạp cho anh em xem. Nói chung là nhẹ. Cái này mình đánh giá là, nói chung là cho các chị em đạp tập dưỡng sinh, tập yoga hợp lý hơn. Đây, cái chân này. Chân này lắp từng cái chân bộ phận một này. Đó, những cái đoạn lốc này tự lắp ráp hết. Ủa, mệt vãi trưởng luôn. Đây này, cái chỗ này là mình mất thời gian nhiều nhất này. Đây, cái chỗ này này, họ hướng dẫn, cái sách hướng dẫn của họ khá là khó. Đây, lờ lép này, ra trái này. Đây, gắn cái này vào này. Đấy, tại vì nó nhiều đoạn lốc mà. Đây, phải gắn vào đúng vị trí những cái như này. Đó, cái bàn đạp là cái bánh đây, bánh chính, động cơ chính đây. Đây là cái yên này. Yên thì có thể chỉnh được cao thấp nhá. Này, yên cao lắm. Chỉnh đây là mình cho mức thấp nhất rồi, thấp nhất mà mình 1m7 mà còn là vẫn phải hơi với chân đó thì cực kỳ cao luôn. Này, cho người 2m vừa, hơn 2m. Đây thì chúng ta sẽ có cái vặn chỉnh cấp độ này. Đấy, vặn gọi là vặn hết cỡ. Đây, hết cỡ luôn, hết cỡ mà đạp nó không nặng lắm. Đấy, rồi nói chung là tầm tạ, tập thể dục nhẹ nhàng. Đấy, ở đây là những cái tay cầm thì chúng ta cũng phải tự gắn. Đây, chỗ này là để đo nhịp tim các thứ này. Đặt tay lên đây thì nó bắt đầu nó đo. Đấy, 98 này. Cái đồng hồ thì hiển thị mấy cái thông số này. Đấy, 400 P là đang đỗ. Đấy, không đạp nữa đây, đang P này, speed, time, calor, pull, distance, khoảng cách các thứ này. Đấy. Hai tay cầm nhá. Và thêm một cái hay nữa là đấy, nó có chai nước gắn ở đây. Đó, tiện nó gắn đằng trước. Đấy, anh em có thể tập khi nào khát nước thì uống. Đấy, rất là tiện luôn. Đó, tổng quan của xe đạp trong nhà nó như này. Anh em thấy sao? Nói chung thì với cái tầm giá con này khoảng 2 triệu. Có nơi bán hơn 2 triệu. Đấy, có nơi bán dưới 2 triệu thì mình đánh giá là, nói chung là tầm 2 triệu thì mình có lẽ là mình sẽ cân nhắc mua những cái máy chạy hơn. Còn máy này để cho các bà tập. Đấy, các bà, các mẹ, các chị tập. Tại vì đây, cái mức nhẹ, cái mức mạnh nhất mà mình cảm giác đạp dưỡng sinh. Nó chỉ cần hơi tác động lực mạnh lên chân một chút thôi, chứ không tốn gì nhiều. Đấy, nó đang đò. Đấy, ok, thì link mua sản phẩm này mình sẽ để dưới video nhá. Anh em có thể mua cho các bà, các mẹ tập. Đấy rồi, như vậy video này mình đã giới thiệu nhanh sản phẩm máy chạy đạp xe trong nhà. Đấy, dùng tay cũng được, để tay lên được, và không cần dùng tay cũng được. Đây cả thì video hay, và thú vị đăng ký kênh cho kênh nhé. Cảm ơn các bạn xem video. Bye bye.
dịch Covid mà không đi ra ngoài được thì chúng ta mua những cái máy chạy để nâng cao sức khỏe trong nhà, để phòng chống dịch rất hiệu quả luôn. Đây, nhưng mà anh em có thấy nghe thấy tiếng kêu không? Thì tiếng kêu là ở trong nó có cái gì nó bị... Đấy, ở trong nó... Đó, nó có... Đấy, nó có cái hạt ở trong hay cái miếng nhựa ở trong nó bị vỡ, bị rơi hay gì đấy. Hay là nhà sản xuất họ làm thế mình không rõ. Đó, không hiểu. Ok,